Có đúng không? Nhớ giữ tiền xu lại nha, tiền xu xài được hết á. Tiền xu nè, mua bánh kẹo nhỏ 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 trong siêu thị trả tiền nè, hay đi tàu điện nè, mình trả tiền nè. Và tiền xu đặc biệt á, là cô chú anh chị mình nếu muốn cho ai thì tiền xu này là chỉ cho người ăn xin thôi. Nha, nhớ nha, tiền xu này nếu muốn cho ai thì chỉ cho người ăn xin thôi. À, cho là cho người ăn xin thôi, tiền xu là sử dụng được nhưng mà nếu cho là chỉ cho người ăn xin thôi nha cái nhà mình nha. Ở bên lái là ngoài tiền xu ra thì còn tiền giấy. À, tiền giấy là bộ tiền giống như sang cầm trên tay này, nó sẽ có 5 màu sắc như thế này. À, lúc nào gia đình mình xài là cũng sẽ thấy 5 tờ tiền này hết nha cả nhà mình. Tiền xu có đồng 25 sa tăng, 50 sa tăng, 1 bạc, 2 bạc, 5 bạc và 10 bạc. Tiền xu ở bên Thái mình mua giá trị cái đồng tiền, giá trị của cái món hàng đó như thế nào thì họ sẽ thối đúng cái tiền cho gia đình chúng ta. Nha, chứ họ không có việc là thối bây giờ thiếu 1.000, 2.000 giờ không có tiền thối nữa là họ đưa mình gì cái kẹo gói đường không có nha cả nhà mình nha. Người Thái họ rất là rõ ràng về cái việc đó ở đây. À, mua bao nhiêu thì họ sẽ trả lại cho mình bấy nhiêu. Tiền giấy là sẽ có tờ này màu xanh lá cây là 20 bạc Thái, màu xanh dương là 50 bạc Thái, màu đỏ màu đỏ đây là 100 bạc Thái, màu tím tím này là 500 bạc Thái và tờ cuối cùng màu nâu là 1.000 bạc Thái. Tờ này là đồng tiền lớn nhất ở tại Thái Lan, hai cái nhà mình 5 tờ. 5 cái tờ tiền này cô chú anh chị mình để ý á, là nó sẽ có cái góc này nè. Nó sẽ có cái góc này, đó chính là cái góc in giá trị tờ tiền ở đây. Và trên cái đồng tiền mà cô chú anh chị mình đang cầm ở trên tay á, có thể chúng ta sẽ không thấy những cái hình ảnh giống như cái tờ tiền của sang. Có thể là mình sẽ không thấy những cái đồng tiền giống như của sang hay cả nhà mình ha. Tại vì ở tại Thái Lan á, đối với lại họ là ông vua nào đang trị vì là họ sẽ in hình cái đồng tiền của ông vua đó. Bộ tiền giấy này là bộ tiền giấy đã có từ lâu rồi. Và cái hình ảnh này là hình ảnh của vua vua Rama thứ 9. Vua Rama thứ 9 Bhumibol Adulyadej. À, chắc cái này là hôm bữa đi chơi cùng Duy đúng không? Lần trước đi đi cùng Duy đúng không? Trước năm 2019 không? 2018 hả? 2018, 2017, 2017, 2017, 2016 là 2016 là vua mất, để tan một năm là 2017 hả? Thì vị vua Rama thứ 9 ở tại Thái Lan á, cô chú anh chị mình ra ngoài đường, gia đình mình sẽ thấy người ta người thờ, người ta thờ rất là nhiều. Nha, ở tại Thái họ thờ Phật, họ thờ Phật, họ thờ ông bà tổ tiên là họ thờ ở ngoài đường. Còn họ thờ vua là họ sẽ thờ ở trong nhà. Và có hai vị vua mà người Thái họ tôn sùng. Những vị, hai vị vua này khi mà họ còn sống á, người dân Thái Lan họ gọi đó chính là những cái người cha. Và họ sẽ có cái ngày của cha luôn nha cả nhà mình nha, ngày của cha. Ngày của cha là ngày sinh của nhà vua. Ngày của cha có nghĩa là ngày sinh của nhà vua. Ngày 5 tháng 12 hàng năm đó là ngày của cha và đó cũng là ngày quốc khánh của đất nước Thái Lan. Ngày 5 tháng 12 ngày sinh, đó chính là ngày sinh của vua Rama thứ 9 á. Tháng này cô chú anh chị mình đi qua đó chính là cái tháng của ngày sinh của vị vua Rama đời thứ 10 Vajiralongkorn. Vị vua Rama đời thứ 10 là con của vua Rama thứ 9. Sang quay trở lại ở tại Thái Lan họ sẽ tôn sùng hai vị vua mà họ gọi là cha. Một đó chính là vua Rama thứ 5. Vua Rama thứ 5 tên gọi là Chulalongkorn. Và hai là vua Rama thứ 9. Vua Rama thứ 9 tên gọi là Bhumibol Adulyadej. Không cần phải nhớ tên, nhưng mà cô chú anh chị mình nhớ nhớ thứ tự thôi nha cả nhà mình nha. Một là ông vua thứ mấy ạ? Thứ 5. Nha, hai là ông vua thứ 9 nha cả nhà mình nha. Thứ 5 là Chulalongkorn và thứ 9 là Bhumibol Adulyadej. Bởi vì hai vị vua này có những cái công trạng rất là lớn đối với lại đất nước Thái Lan. Từ hồi xưa cho tới giờ, trong năm cái tờ tiền mà Sang đang cầm ở trên tay là khắc họa luôn cái lịch sử của đất nước Thái. Ở tại Thái Lan á, từ lúc mà họ dựng đất nước cho tới giữ nước cho tới giờ chỉ có khoảng 800 năm lịch sử thôi. So với lại Việt Nam chúng ta 4.000 năm văn hiến thì Thái Lan là một quốc gia rất là non trẻ đây. Chỉ có khoảng 800 năm lịch sử thôi nha cả nhà mình. Và trong 800 năm lịch sử của người Thái á, họ sẽ có 4 vương triều. Vương triều đầu tiên là vương triều Sục Cổ Thai với 9 đời vua. Vương triều thứ hai là vương triều Ayutthaya với 31 đời vua. Vương triều thứ ba là vương triều Thonburi với chỉ đúng một đời vua duy nhất mà thôi. Và vương triều thứ tư là vương triều Ratanakosin. Vương triều thứ tư là vương triều hiện đại nè.
cho tới thời điểm hiện tại đó chính là vị vua Rama đời thứ 10 rồi nha cả nhà mình nha. Thì trong bốn cái vương triều này, cô chú anh chị mình chỉ cầm ở trên tay tập đồng mấy cái đồng tiền này nè, nếu mà mình còn giữ được năm cái đồng tiền giống như Sang đang cầm nè, tại vì giờ là tiền mới hết rồi, nếu có cầm được những cái đồng tiền này nên giữ lại làm kỷ niệm, tại vì họ sẽ không bao giờ sản xuất ra nữa nha cả nhà mình nha. Có cầm được thì giữ làm kỷ niệm nha, nhớ nha. Đừng có lấy tiền đó ra xài nha. Dạ. Này tờ ở trong năm tờ tiền này là Sang sẽ nói luôn cho địch mình nghe về lịch sử Thái Lan nè, rất là hay nha cả nhà mình. Đồng tiền 20 bà Thái này nè, mặt trước đó chính là hình ảnh của vua Rama thứ 9, đúng không ạ? Vì vua nào mà đeo mắt kiếp là vua Rama thứ 9. À, mặt sau đây hình ảnh này, cô chú anh chị mình sẽ thấy có một cái vị mà đang ngồi rất là chậm chệ, rồi sau đó là cầm một cái cuốn sổ nha, cầm cái cuốn sổ. Thì vua này đối với lại người Thái á, họ gọi là vua Ram Kham Hẹn. Nhà vua Ram Kham Hẹn này là đời vua thứ 3 của vương triều Sục Bổ Thai. Trong 9 đời vua thì ông này đứng thứ 3 nè cả nhà mình. Vua Ram Kham Hẹn, cô chú anh chị mình hôm qua nay nè đi chơi ngoài đường nè, thấy cái chữ viết của người Thái nè dễ biết không, dễ biết không, dễ. Dễ thiệt mà. Lấy vào trong 7-Eleven cửa hàng tiện lợi á, đi mua gói mì tôm, đi mua thêm hũ mực nữa, rồi lấy cái gói mì tôm đó ịn vào trong hũ mực, rồi sau đó là ịn lên trên tờ giấy là thành chữ Thái đi. Chữ Thái rất là khó viết nha cả nhà mình, và rất là khó học ở đây. Chữ Việt Nam chúng ta, chữ cái alphabet của mình á là có bao nhiêu chữ à? 24 chữ cái, đúng không ạ? Chữ cái của Thái Lan là 47 chữ, trung tâm là Sang Thanh. À, cái từ bản thân Sang là người hướng dẫn, họ sẽ gọi là gì ạ? Tiếng Anh mình hay nói tiếng Anh là gì ạ? Người hướng dẫn viên là guide, đúng không ạ? Là guide. Đó là tiếng Anh của người Việt á. Người Thái họ nói tiếng Anh, cái từ hướng dẫn viên này nè là cái. Tiếng Anh á. À, tiếng Anh của người Thái họ gọi từ Sang này, cái. Là tiếng Anh á. Bây giờ gia đình mình làm văn phòng hành chính đi, mình cần in ấn tài liệu, mình gọi là print, đúng không ạ? Tiếng Anh gọi là print. Ở bên đây tiếng Anh của người Thái theo cái từ in ấn đó họ gọi là bin. 7-Eleven, hôm qua mình đi mua đồ ăn nè, 7-Eleven, cửa hàng số 711, 7-Eleven, đúng không ạ? Họ đọc là 7-Eleven đó, chịu nổi không? Nghe vậy là sao hiểu, đúng không ạ? Cho nên là nhiều khi á, cô chú anh chị mình qua Thái này nè, mình sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh thì thường là mình sẽ sử dụng động từ to be. Còn giờ muốn nói tiếng Anh với người Thái là chỉ có dùng cái một cái động từ khác thôi, đó chính là động từ to work á, đi ra work. Đi ra đổi thay, ông ta sáng tạo ra bản chữ cái của đất nước Thái Lan nha, bản chữ cái của đất nước Thái ở cả nhà mình ha. Rồi tiếp tục là tờ này là tờ 50 bà Thái nha. Tờ này là tờ 50 bà Thái. Chút nữa gia đình mình đi vào trong thành phố cổ đại á, có rất là nhiều công trình liên quan tới cái thời đại này nè. Thời đại này là thời đại Thonburi. Thì trước thời đại Thonburi đó chính là thời đại Ayutthaya, vương triều Ayutthaya rất là mạnh. Hồi xưa Thái Lan á, nó không được như vậy. Không phải là hơn 500.000 km vuông diện tích của người Thái cho tới ngày hôm nay nè, Thái Lan nè, diện tích của họ là hơn 500.000 km vuông. Hồi xưa không được như vậy. Mà ngày xưa đó chính là những cái quốc gia, những cái gọi là những cái đế chế á, à, lớn mạnh cùng nhau ở trong một cái vương quốc Thái cổ đại. À, hồi xưa á, là có vương triều Sục Bổ Thai nè, rồi vương triều Ayutthaya nè, vương triều Lán Na nè, à, vương triều Thonburi, tất cả mọi thứ nè nó nằm ở trong cái vương triều, nó nằm ở trong cái vương quốc Thái cổ xưa. À, lúc bấy giờ vương triều mà nào mà nó mạnh á là bắt đầu sao ạ? Nó kéo quân đi làm gì ạ? Nó kéo quân đi đánh người ta, à, nó kéo quân đi đánh người ta để bắt đầu nó làm cái gọi là bành trướng lãnh thổ ở đây, à, bắt đầu đánh này rồi nổi đánh kia. Thì lúc bây giờ là trong cái thời đại đó là thời đại Ayutthaya rất là mạnh nha, rất là mạnh luôn. Thì quân đội Ayutthaya bắt đầu tấn công vào trong, đó chính là tấn công qua bên Campuchia. Mà cho tới ngày hôm nay nếu ai đã từng đi Campuchia rồi, gia đình mình thấy ở bên Campuchia là có một cái công trình kiến trúc gì ạ? Angkor Wat, Angkor thơm á. Đây là đế chế Angkor, à, rất là mạnh. Thì thời điểm đó là Ayutthaya, vương triều Ayutthaya này, họ đánh qua bên đế chế Angkor luôn, à, rồi họ đánh qua tới Miến Điện nè, họ đánh qua những cái vùng đất lân cận, và đã từng có cái thời điểm mà quân đội Ayutthaya họ tấn công vào đất nước Đại Việt của chúng ta. À, thì khi mà mạnh làm gì cũng được hết, nhưng tới lúc mà gọi là
cái gì cũng vậy, khi mà nó đã lên tới đỉnh cao rồi thì sao ạ? Nó sẽ suy yếu nha. Bất kỳ một cái gì cũng vậy, khi mà nó đã phát triển đến độ gọi là cực thịnh rồi là sẽ bắt đầu suy yếu ở đây. Thì khi mà bắt đầu suy yếu rồi, những ông vua cuối cùng của vương triều Ayutthaya này không còn giữ lại được đất nước nữa, đó chính là những cái vị vua 29, 30 và 31 là họ bắt đầu không giữ được đất nước nữa. Và thời điểm đó là một trong những cái quân đội mà là kẻ thù của người Simla ngày xưa và người Thái cho tới bây giờ, đó chính là quân đội gì? Miến Điện. Hồi xưa cho tới giờ đất nước Thái Lan không có chiến tranh nha, nhưng mà họ chỉ có đúng một cái kẻ thù từ hồi xưa cho tới giờ thôi, đó chính là quân đội Miến Điện, là đất nước Myanmar bây giờ á. Bắt đầu quân đội Miến Điện họ mới bắt đầu tấn công từ trên miền Bắc Thái, họ đánh xuống nha, họ đánh xuống và họ tấn công vào trong thành Ayutthaya. Và đến đời vua thứ 31 là đời vua cuối cùng, là đời vua Abathat, thì ông vua Abathat này không còn giữ được vương quốc nữa, và sau đó là quân đội Miến Điện tràn vào thành Ayutthaya. Cho tới ngày hôm nay, cô chú anh chị mình, nếu ai mà mình hay đọc những cái thông tin ở tại Thái Lan á, mình sẽ nghe nói tới đó chính là thành cổ Ayutthaya, đúng không ạ? Thành cổ Ayutthaya hiện tại là tỉnh Ayutthaya. Ở bên Việt Nam của mình á, là có, nếu như mà nói kinh đô kinh thành á, thì mình nói là cái gì ạ? Ở đâu ạ? Dạ, cố đô Huế, đúng không ạ? Cố đô Huế. Thì ở bên Thái này họ có một cái kinh đô và được gọi là cố đô, đó chính là cố đô Ayutthaya. Lúc bây giờ là quân đội Miến Điện họ tràn vào trong đây, họ cướp phá đi những cái gì mà tốt đẹp nhất của người Sim thời điểm đó, nha, từ ngọc ngà châu báu cho tới những cái bức tượng Phật quý. Nhà mình đã từng xem phim Truy Tìm Tượng Phật chưa? Bộ phim rất là nổi tiếng của tài tử Tony Cha, nhà bộ phim Truy Tìm Tượng Phật đó nói rất chính xác về cái thời đại Ayutthaya này. Thì khi mà quân đội Miến Điện họ bắt đầu cướp phá đi những cái gì mà gọi là quý giá nhất của người Sim thời điểm đó, thì người dân họ phải sống trong cái gọi là xiềng xích của quân đội Miến Điện trong vòng 4 năm trời. Nhà trong vòng 4 năm trời. Và trong vòng 4 năm đó có một cái người mà lặng lẽ âm thầm sống chịu đựng, và sau đó là gom lại quân đội và củng cố tinh thần của người dân và chống lại người Miến Điện, đó chính là ông này. Vị này tên gọi là Tắc Xin. Tên gọi là Tắc Xin nha cả nhà mình nha. Nghe quen không? Nghe quen không ạ? Thủ tướng gì ạ? Thạc Xỉn. Thủ tướng Thạc Xỉn. Mình nói là thủ tướng Thạc Xỉn đúng không ạ? Còn ông này là tướng Tắc Xin, nhớ nha, không phải là thủ tướng Thạc Xỉn nha. Đây là tướng Tắc Xin. Và vị tướng này là một người Thái gốc Hoa nha, là một người Thái gốc Hoa. Ở tại đất nước Thái Lan là họ có rất là nhiều tộc khác nhau, và đặc biệt nhất, những tộc lớn nhất nè, thứ nhất đó chính là tộc người Thái Đen nha. Tộc người Thái Đen này nằm ở trong miền Trung và miền Nam Thái nha, nằm ở trong miền Trung và miền Nam Thái. Cô chú anh chị mình, cả cái hành trình 5 ngày gia đình mình đi chơi nè, là chúng ta sẽ đi ở trong miền Trung Thái Lan nha cả nhà mình nha. Nhớ nha, 5 ngày mình đi chơi này, chúng ta sẽ đi ở trong miền Trung của đất nước Thái. Thì tộc người Thái Đen này là ở ngay tại miền Trung và miền Nam Thái. Cô chú anh chị mình để ý, bác tài xế của chúng ta nè, cái hình thể bên ngoài của ông ta như thế nào ạ? Da ngăm đen, đúng không ạ? Hôm qua giờ đi ra ngoài đường, hồi sáng này cũng thấy rồi, người Thái đây, da ngăm đen, đúng không ạ? Da ngăm đen, chân mày rậm, tóc xoăn, môi thâm, mắt đen và sâu. Đó là hình dạng của người Thái ở tại miền Trung này, đó là người Thái Đen. Lên trên miền Bắc Thái, một ngày nào đó gia đình qua bên Thái này, gia đình mình đi lên trên những khu vực miền núi á, khu vực miền Bắc và Đông Bắc, là chúng ta sẽ thấy người Thái trắng nha. Tộc người thứ hai là người Thái trắng. Và người Thái trắng này, nói trắng thì chắc chắn điều đó là gì ạ? Da của họ, nước da của họ rất là trắng nha, nước da của họ rất là trắng, mũi thanh và môi mỏng rất là dễ thương. Người Thái trắng nha cái nhà mình. Và một cái tộc thứ ba nữa mà người ta gọi chung với nhau, họ gọi tộc này là Lục Khưng nha, Lục Khưng nha cái nhà mình. Lục Khưng có nghĩa là con lai. Họ gọi sang nè, họ gọi sang như vậy nè, họ gọi sang là Lục Khưng, là con lai nè, lai giữa người Thái và người Việt. Lục Khưng, lai giữa người Thái và người Hoa, họ cũng sẽ gọi là Lục Khưng, là con lai á. Nói chung khi mà gọi là con lai thì họ sẽ nói là lai giữa người nào với lại người Thái
họ gọi chung với nhau hết, gọi là lúc cứng ở đây. Thì ông tướng này là tướng Tắc Xin, là lúc cứng, là con lai giữa người Thái gốc Hoa. À, người Thái gốc Hoa. Thì trong 4 năm đau khổ của người Xiêm ngày xưa, là ông này bắt đầu âm thầm lặng lẽ gom quân đội lại, và sau đó là tổ chức một cái cuộc tấn công nha, và đánh đuổi được quân đội Miến Điện, quay trở về lại đất nước của họ và giành lại cái sự tự do dành cho người Thái thời điểm lúc bấy giờ. Thì khi mà giành lại cái sự tự do rồi, là ông ta bắt đầu xây dựng lại đất nước, nhưng mà với một cái tình trạng mà cả một cái kinh thành Ayutthaya đã bắt đầu bị quân đội Miến Điện phá tan nát hết rồi, và bây giờ không còn có thể nào mà xây dựng lại được nữa. Cho nên là lúc bây giờ là vua tướng Tắc Xin mới dời kinh đô từ Ayutthaya đi về lại miền Trung Thái Lan khoảng 70 cây số, đi về đây men theo cái sông Chaophraya, là bắt đầu ông mới dựng lại kinh đô ở tại Bangkok. Và cho tới ngày hôm nay mình gọi là thủ đô Bangkok á, mình hay gọi là thủ đô Bangkok là như vậy, là thời điểm mà tướng Tắc Xin này đưa quân về đây để lập nên kinh đô. Để lập nên kinh đô, thủ đô Bangkok là một trong những thủ đô rất là đặc biệt. Thủ đô Bangkok có hai kinh đô nha cả nhà mình, chia đôi từ bờ sông Chaophraya, từ sông Chaophraya này họ sông á chảy ngang qua thì sẽ chia đôi hai bờ, một là bên là thủ đô Thonburi và hai là thủ đô Ratanakosin ở đây. Thì lúc bây giờ là vua Tắc Xin lên trị vì nha, ông này được người dân tôn sùng lên làm vua. Và khi mà ông lên làm vua cho tới những cái thời điểm cuối cùng chỉ có 14 năm thôi, vua Tắc Xin là làm vua chỉ được có 14 năm thôi nha cả nhà mình nha, từ năm 1600 năm 1668 cho tới năm 1682, 14 năm trời. Thì trong 14 năm trời đó là vua Tắc Xin cũng đã ổn định được đất nước, nhưng mà tới những năm tháng cuối cùng á là vị vua này có cái vấn đề trong đây. Trong cái đầu của ông ta là không còn cái gọi là cái sự minh mẫn nữa, cho nên là lúc bây giờ là họ mới đứng lên và lật đổ ông tướng Tắc Xin này. Năm 1882 vương triều Thonburi chấm dứt, và lúc bây giờ là tiếp tục một cái vương triều tiếp theo, là vương triều này nè, cái tờ 500 bà Thái nè. Vương triều này là bắt đầu vương triều này đó chính là ông vua này đây. Vua này tên gọi là Chaophraya Chakki. Chaophraya Chakki, ông Chaophraya, vua Chaophraya Chakki này, nếu như mà mình đánh theo số thứ tự á là vua Rama 1. Hồi nãy sang nói với lại gia đình mình nhớ hai ông vua là vua Rama thứ 5 và vua Rama thứ 9 đúng không ạ? Thì ông vua Chaophraya Chakki này là ông vua Rama 1. Trong sách lịch sử Việt Nam của chúng ta đã từng nhắc đến cái vị vua này. Gia đình mình nhớ đến một trong những cái trận rất là lớn ở bên mình không? Giữa quân đội Simla và ở Việt Nam của mình này. Đó chính là một trong những cái tích ngày xưa mình có gọi là mình có tìm hiểu, đó chính là Gia Long Nguyễn Ánh á đi qua Xiêm, sau đó mình hay gọi là cổng rắn cắn gà nhà, đúng không ạ? Và cái trận đánh rất là lớn ở tại miền Nam của mình đó chính là trận gì ạ? Rạch Gầm Xoài Múc á. Trận Rạch Gầm Xoài Múc, đây là một trong những trận đánh rất là lớn ở đây giữa quân đội Simla và ở Việt Nam của chúng ta. Thì ở bên mình á, theo cái sách sử bên mình thì gọi vua Gia Long Nguyễn Ánh là cổng rắn cắn gà nhà, nhưng đối với lại sách sử ở bên Thái, Sang Ti Hồng ở bên Thái này nè, Sang không nói về cái việc chính trị ở đây, nhưng mà cái gì Sang biết thì Sang chia sẻ cho gia đình của mình. Vua Gia Long Nguyễn Ánh được người dân Thái, được triều đình Thái ngày xưa gọi là một trong những vị khai quốc công thần, nên vương triều Ratanakosin là vua Rama thứ nhất này đây. Đây là một trong những cái điều đó, nó rất là bây giờ mình mới nghe thấy tới, đúng không cả nhà? Vua Gia Long Nguyễn Ánh là một trong những vị khai quốc công thần ở tại đất nước Thái Lan, mở ra vương triều Ratanakosin này. Và cái trong sách sử của Thái Lan họ ghi rất là rõ, rất là chi tiết về cái việc này. Cho tới ngày hôm nay có rất là nhiều những cái sách sử này là sách cổ luôn á. Cô chú anh chị mình đi vào trong những cái ngôi chùa cổ á là sẽ thấy là vua Gia Long Nguyễn Ánh á là có những cái cuộc gặp với lại vua Rama một này. Với lại vua Rama một là một trong những cái vị tướng mà có thể nói là mở ra cái vương triều hiện tại đây. Thì đây là cái tờ tiền 500 bà Thái. Tiếp tục nữa là còn hai tờ. Cô chú anh chị mình ơi, dậy. dậy. Gần tới rồi cả nhà ơi. Gần
tới rồi, gần tới rồi, tê dữ vậy ta. Của người Thái là vua, nhắc lại, vua mấy ạ? À? Vua Rama 5 và vua Rama 9 nha cả nhà mình nha. Tờ màu đỏ này nè là vua Rama thứ 5 nè. Tờ màu màu xám này nè, màu nâu này nè là vua Rama thứ 9 nè. Vua Rama thứ 5 và vua Rama thứ 9, hai vị vua có những cái công trạng rất là lớn dành cho đất nước Thái. Ông vua Rama thứ 5 là người mở ra một cái kỷ nguyên mà đưa đất nước Thái trở thành một trong những quốc gia có ngành y học tiên tiến bậc nhất ở trên thế giới. Hiện tại ngành y của Thái Lan đứng số 7 thế giới trong 167 quốc gia thành viên trong tổ chức y tế thế giới WHO á. Đây nè, vị vua này là người Thái á, họ gọi như là ông tổ của ngành y của Thái Lan á, là vua Rama thứ 5. Rất là giỏi nha cả nhà mình. Không phải đơn giản là ở tại Thái Lan mà họ phẫu thuật được từ người nam sang người nữ rồi từ người nữ sang người nam đâu nha cả nhà mình nha. Y học của họ không tốt thì chắc chắn đều là không làm được cái điều này. Còn ông vua Rama thứ 9 là họ nói luôn, thực sự đây là một trong những vị vua mà người Thái họ rất là thương, cực kỳ thương. Và sau khi mà ngài mất đi là một trong những cái sự mất mát lớn nhất của dân tộc này cho tới ngày hôm nay. Vua Rama thứ 9 là một trong những cái người mà gọi là làm rất giỏi về nông nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp á, trong lĩnh vực nông nghiệp là ông rất giỏi. Hiện tại từ ở Thái Lan cho tới Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái nông sản mà mình đang sử dụng, mình đang ăn á, là từ vị vua Rama thứ 9 này mà ra. Rất giỏi về làm nông nghiệp. Ở tại Thái Lan, đất nước Thái, cô chú anh chị mình có thể thấy hôm qua cho tới giờ á, đi chơi sơ sơ vậy thôi, sao không nói Thái Lan là đất nước phát triển ngay cái nhà mình. Và cô chú anh chị mình cũng từng bao giờ nói đất nước Thái là đất nước phát triển. Nếu như mà nhìn theo một cái mặt bằng chung ở đây, Thái Lan cho tới bây giờ vẫn là đất nước đang phát triển giống như Việt Nam của chúng ta. Có chăng là họ hơn mình chút xíu một vài chục năm thôi ha cái nhà mình. Thái Lan vẫn là đất nước đang phát triển. Ở trên thế giới này họ vẫn thuộc nhóm đang phát triển. Và đất nước Thái được định hình từ vua Rama thứ 9 là đất nước phát triển về nông nghiệp hiện đại. Phát triển về nông nghiệp hiện đại nha cái nhà mình. Họ vẫn làm nông nghiệp. Bằng chứng một điều là cô chú anh chị mình có thể thấy về cái ngành lương thực của Thái nè. Về lúa gạo đúng không ạ? Về lúa gạo Thái Lan, Việt Nam mình là hai quốc gia song song đứng đầu thế giới. Đất nước số 1, đất nước số 2 là lúc nào cũng đứng đầu thế giới. Về nông sản trái cây cũng vậy, đúng không ạ? Rồi về những cái cây công nghiệp ở bên Thái này, về cây công nghiệp rất là mạnh nha cả nhà mình. Thái Lan vẫn là đất nước đang phát triển và phát triển theo cái hướng là nông nghiệp hiện đại ở đây. Thì chút nữa khi mà lên trên xe, Sang sẽ nói thêm cho đình mình nghe về hai cái vị vua này, vua Rama thứ 5 và vua Rama thứ 9, được không cả nhà? Cảm ơn cô chú anh chị mình sáng giờ đã chú ý lắng nghe tập phun tóc. Đã không? nhiều lắm nha cả nhà. Từ từ rồi Sang sẽ thuyết minh thêm cho được mình nghe, tại vì những cái gì mà Sang được ăn học ở tại Thái Lan này nè, Sang sẽ phải nói vì đây là cái tính chất